Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân Hồng Digital Sale. Và ngày hôm nay Hồng lại tiếp tục giới thiệu đến với tất cả các bạn một cái shop bán phụ kiện cho nữ rất là xinh xắn. Và Hồng đặt hàng ở trên Shopee. Thì đơn hàng này của Hồng thì chỉ có gần 150.000 thôi các bạn. Và Hồng mua được rất là nhiều sản phẩm có chất lượng, cho nên là Hồng quyết định sẽ review đơn hàng này cho các bạn. Đơn hàng được đóng gói rất là kỹ càng và hàng thì rất là dày đẹp, đặc biệt là cho những bạn nào là fan của màu hồng á, thì shop chủ yếu là bán những sản phẩm màu hồng, cho nên là các bạn có nhiều sự lựa chọn và khi mà nhận đến tay á, thì rất là dễ thương. Hồng có mua những cái phần gọi là cuốn lô dành cho những cái bạn nào mà thích làm tóc mái phồng hoặc là có tóc uốn hoặc là muốn tạo kiểu, và cái phần kẹp tóc mái phồng. Rồi Hồng có mua thêm một cái phần gọi là combo 12 dây buộc tóc rất là xinh xắn, một cái kẹp bầu và một cái phần băng đô được đính đá rất là xinh xắn màu hồng. Còn đây là cái cục tóc mà Hồng được shop tặng nha các bạn. Đây là quà tặng nhưng mà thật sự là nhìn rất là đẹp và Hồng rất là thích cái phần quà này. Còn đây là cái băng đô mà được kết những cái phần viên đá rất là lóng lánh. Thật ra nói là đá thôi nhưng mà thật sự là bằng nhựa đó các bạn. Nhưng mà nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy những cái sản phẩm mà Hồng đặt ở trong cái đơn hàng này. Và bây giờ thì Hồng sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem từng cái loại sản phẩm để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Thì đây là một cái kẹp đính đại, hay nói cách khác là các bạn hay sử dụng đó là cái lô cuốn tóc. Và cái lô cuốn tóc này có một cái kẹp định hình. Như các bạn cũng biết thì khi mà chúng ta cuốn tóc á, thì nếu không có kẹp định hình thì nó hay không có được gọn gàng. Còn đây là cái kẹp mái để các bạn kẹp cái mái lên để cho cái mái bay nó phồng hai bên á, các bạn có thể sợt mạng. Rồi đây là cái kẹp bầu, kẹp bầu dành cho những cái bạn nào mà cuộn tóc lên và kẹp ngang để giữ tóc để cho nó vào nếp cuốn, thì cái kẹp này là loại bự. Còn đây là cái phần băng đô mà có đính hạt cườm các bạn ha, mình gọi là hạt cườm đi cho chính xác, để có phần lấp lánh và giữ được tóc ở phía trong, kết rất là tỉ mỉ và chi tiết. Còn đây là quà của shop tặng, thì đây là một cái cục tóc hình quả dâu, nhìn cũng khá là xinh xắn. Shop hỗ trợ thì cũng khá là nhanh và cũng rất là thân thiện. Còn đây là một cái hộp đựng cục tóc, khá là nhiều cục tóc. Thì đầu tiên đây là một cái cục tóc mà các bạn có thể vừa làm vòng tay và vừa làm đồ cột tóc. Cái đó thì là riêng nha các bạn, nó không nằm trong cái set cột tóc này đâu. Rồi đây là 12 cái cột tóc, rất là nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau, các bạn có thể tham khảo. Thì bạn nào thích thay đổi á, thì các bạn có thể chọn cái set này để các bạn có thể sử dụng nhiều. Thì mình có test thử thì những cái phần cột tóc này rất là chắc nha các bạn, cho nên là các bạn có thể sử dụng rất là lâu. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn thay đổi, hoặc là chúng ta có thể mua cái set này để làm quà tặng cho các bạn nữ á, hoặc là những cái trò chơi mà chúng ta bốc thăm á, thì Hồng nghĩ đây là những cái món quà rất là xinh xắn và rất là hữu ích để cho các bạn có thể thử nghiệm. Thì nãy giờ thì Hồng đã cho các bạn xem hầu hết tất cả những cái loại đồ cột tóc ở trong cái set này. Thì Hồng sẽ review kỹ hơn về cột tóc, vừa làm vòng tay vừa làm cột tóc. Thì tất cả những cái chất liệu thì làm bằng nhựa, nhưng mà nhìn vô thì cũng khá là xinh. Bạn nào có nhu cầu mua và sở hữu những cái sản phẩm này hoặc là tham khảo những sản phẩm này kỹ hơn thì đường link Hồng để ở dưới phần mô tả của video clip này, các bạn có thể tham khảo. Và nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng. Hồng sẽ làm tiếp những video clip review khác hữu ích hơn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.